tỉnh. Thưa quý vị, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với công ty cổ phần du lịch Cáp Treo Vũng Tàu để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc thành phố Vũng Tàu thu hồi phần đường giao thông công cộng hiện hữu đi qua khu du lịch Hồ Mây. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tuyến đường giao thông công cộng hiện hữu qua khu du lịch Hồ Mây đã có từ trước khi khu du lịch Hồ Mây xây dựng. Tuy nhiên, tuyến đường này hiện đang bị rào chắn ở hai đầu – nên không thể liên thông với tuyến đường phi ba xuyên núi lớn. Trong khi đó, thành phố Vũng Tàu đang nghiên cứu phương án nâng cao hiệu quả khai thác du lịch núi lớn núi nhỏ, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Để thực hiện chủ trương này, các tuyến đường liên thông trên núi lớn núi nhỏ cần được kết nối. Tuy nhiên, công ty cổ phần du lịch Cáp Treo Vũng Tàu cho rằng tuyến đường này đã có trong quy hoạch 1 phần 500 của dự án. Trước đây, tuyến đường này chỉ là đường mòn, sau này đã được doanh nghiệp xây dựng mở rộng chuyên ngày nay hơn nữa nếu bỏ cổng và rào chắn hiện hữu thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì khách có thể đi thẳng lên núi mà không cần sử dụng dịch vụ cáp treo kết luận cuộc họp ông lê ngọc khánh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao công ty cổ phần du lịch cáp treo chủng tàu và thành phố chủng tàu thống nhất phương án tháo dỡ cổng rào chắn trả lại phần đường đi qua khu du lịch phục vụ mục đích công cộng